ôi ôi các bạn ơi các bạn nào yêu thích dòng xe canon der này định mua một chiếc xe giống như vậy mà mới tin luôn thì mình đảm bảo với các bạn khi xem qua video này là đổi ý ngay mua xe đã qua sử dụng rồi cho mà coi các bạn xem kìa nó còn mới tin mới chát luôn ôi ôi xe cũ mà nhìn giống như xe mới luôn Chiếc này mới ra nó đắt tiền dữ lắm các bạn ơi. Tầm khoảng 52 triệu 800 ngàn đó. Mà bây giờ hiện tại để bán ở tiệm đồ cũ này nhất định là sẽ giảm rất là nhiều. Nếu như mình mua chiếc này thì mình sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất là nhiều luôn. Nếu như mua một chiếc xe mới thì nó đắt tiền kinh khủng luôn. Dạ, xin kính chào quý cô bác, anh chị em và các bạn yêu xe đạp cũng như mình hỡi mỗi tuần thứ hai là mình đến tiệm nhìn thấy có những mẫu xe mới mà đẹp thấy còn tốt là quay liền đăng cho quý cô bác anh chị em và các bạn cùng xem và tham khảo như quý cô bác anh chị em và các bạn cần mình sẽ mua hộ cho quý cô bác anh chị em và các bạn gửi về việt nam luôn chỉ cần hai hoặc ba tuần thì xe sẽ về đến nhà quý cô bác, anh chị em và các bạn luôn ạ. À. Và để bắt đầu, mình sẽ đi vào quay từng chi tiết cho quý cô bác, anh chị em và các bạn cùng xem và tham khảo chiếc Canon DD này nha. Phải xem giá trước cái đã. Đi xem xe mình hay thường ngắm giá trước rồi sau đó ngắm chiếc xe các bạn. Đó, đã chưa? 2021 nè, mới tính mới có một năm sử dụng thôi tại 220.000 yên ôi ôi cái giá xe mới của nó có luôn nè đó khoảng 52 triệu 800 ngàn đó bộ dò dĩa là 2 x 11 thay là 48 cho các bạn có chiều cao 1 m 6 đến 1 m 7 rất tiếc trong bản không có ghi chiếc này bằng khung sườn gì và chạy bộ rút gì nữa Vậy phải quay thật kỹ cho các bạn xem khung sườn của chiếc này Coi nó bằng nhôm hay bằng carbon Và chạy bộ rúp gì đấy Bây giờ mình quay lên phần ghi đông tay lắc của chiếc này Xem coi mang thương hiệu bộ rúp gì đây nha một lẻ năm các bạn ơi một lẻ năm là ngon rồi logo rất đẹp ôi ôi nước sơn rất là bóng cổ xe cũng vậy nữa như là xe mới luôn các bạn ơi ôi ôi nó đẹp các bạn xem thật kỹ nha coi có vết chày xước nào không ha hầu như cái giò dễ bên đây thì không thấy có vết chày xước gì đâu ôi ôi trục giữa của nó nè rồi phanh đĩa cũng vậy sáng trưng ui bên đây cũng vậy màu sắc càng trước rất là đẹp luôn Ô oh, bỏ vỏ bánh Victoria Bây giờ phải quay một vòng Tròn theo cái vành bánh xe này mới được Kiểm tra thật kỹ Coi chiếc này Nó có chạy chỗ gì không Láng con Không thấy một vết chạy xước gì luôn Đó Mình đã quay từ trên xuống dưới rồi quay giáp vòng rồi đó vành bánh càng trước tay lắc ghi đông cổ xe nhìn giống như là xe mới luôn vậy thấy bô tăng trên này mới dữ lắm các bạn ơi đó như là xe mới luôn quay qua bên phần ghi đông bên tay trái xem dây quấn còn rất là mới cổ xe nhìn thấy đã lắm các bạn đó đẹp ghê luôn nhìn có dấu hàng nói rất tỉ mỉ rất khéo vậy khung sườn chiếc xe này chắc không phải là carbon hả nếu như, như carbon thì sẽ không nhìn thấy dấu hàng này đâu hiện tại thì chủ tiệm bận quá mình chưa có hỏi được có thể quay như vậy để cho các bạn xem là các bạn cũng đã biết được khung sườn này carbon hay là nhôm rồi nếu như, như các bạn cần muốn biết chính xác thì mình sẽ hỏi chủ tiệm Rồi sẽ cho các bạn biết Sao nha Chiếc này có ghi sai luôn nè các bạn 48 nè Thấy khung sườn này có ghi ISO mấy nè Để quay Qua bên đây xem Có ISO 4210 luôn Canon D2 Quay chiếc bên đây mà nhìn thấy cái giò dĩa của chiếc Conago luôn Dạ bây giờ mình quay từ từ xuống phần phía sau Bộ clip và cụ đề Để xem Coi bao nhiêu phần trăm về bánh răng này đấy Trông Mới ghê luôn Mới tinh Ôi ôi Bộ Rút 105 Trông đẹp ghê hồng luôn á Còn mới chát Cụ đề nè các bạn ơi Chẳng khác nào một chiếc xe mới Công nhận chủ này xài kỹ thật Xài qua một năm mà nó còn mới như vậy Cụ đề 105 quá mới luôn các bạn Bánh răng cũng vậy luôn Dây sơn cũng còn mới chát Dạ, tiếp tới bộ dò dĩa nha các bạn Bánh răng của nó nè Hầu như không thấy mòn chút nào luôn đẹp lắm các bạn ơi. còn mới tính luôn hả? bây giờ tiếp tục mình quay qua bên phần tay trái đi. có vẻ như chiếc này chủ mua rồi để dành chơi vậy đó, không chạy nè. để riết chật nhàng rồi đem đi bán nè. sao mà sử dụng kỹ dữ vậy? còn giống như xe mới luôn. chiếc này sử dụng cốt rỗng luôn các bạn ơi. để xem phần phía sau bộ thân dĩa của nó nè Ôi ôi Một lẻ năm Bóng giận luôn Như là xe mới vậy Ôi ôi Sáng trứng luôn Phải nói cái tiệm bán xe này Không thể nào tin được luôn á các bạn Bán nhiều xe ngon Xe tốt ghê Tiệm bán xe cũ Mà giống như bán xe mới vậy Phải nói mình rất là thích cái tiệm này thì ở đây có rất là nhiều các mẫu xe thường về lắm Còn là những dòng xe thương hiệu tốt không à các bạn ơi Để qua bên tay phải Quay lại cho các bạn xem Dò dĩa nó nè Đó, cốt rỗng Nhìn thấy qua tới bên kia luôn Còn mới tin luôn hả Chiếc này mang bộ rút 105 Là an tâm xài lắm rồi Nó bền dữ lắm Mình cũng đang xài 105 Cây gạt đĩa này cũng vậy nè Sáng chân luôn mới tin à 105 luôn Nguyên một bộ của nó Quá đẹp các bạn ơi Đây sờ thử vào Căm thế Ôi ôi đã quá Còn vành bánh thì Đẹp cực kỳ luôn Mới tin ha à. Quay từ dưới lên trên Cho giáp dòng luôn hầu như không thấy dấu chày xài kỹ dữ lắm rồi quay dần dần lên cốt yên xe yên xe cũng mới tinh luôn yên này ngồi chắc đã đít lắm Khung sườn ngang thì rất thẳng cái này mình có nhắc lên thử rồi cũng nhẹ lắm các bạn đó nước sơn bóng dởn luôn các dây đều được đi âm trong vào khung sườn rất là gọn luôn mình tổng quát chiếc xe này các bạn thấy thế nào? Còn mình nhìn thấy đánh giá chiếc này còn tầm khoảng 99% luôn á. Chiếc này hiện tại đang bán với giá là 220.000 yên. Vậy tính ra tiền Việt của mình tầm khoảng 44 triệu ạ. À. Nếu như các bạn muốn mua một chiếc xe mới giống y gan như chiếc xe này thì các bạn nên suy nghĩ về chiếc này đi. Theo suy nghĩ của mình, nếu như mua một chiếc xe mới mà mình không mua mà mua chiếc này thì mình tiết kiệm được một khoản tiền nữa đó mà chất lượng của chiếc xe này mình thấy nó giống như một chiếc xe mới luôn rồi đây là cái cảm nhận của mình cần về suy nghĩ của quý cô bác anh chị em và các bạn như thế nào thì mình luôn luôn chờ quyết định của quý cô bác anh chị em và các bạn nhé dạ lúc nãy có quay Chiếc bên đây nhìn thấy chiếc cái giò dẻ của chiếc Conago này luôn nè. Cho lên sóng luôn. Chiếc này tính ra tiền Việt của mình giá tầm khoảng 11 triệu ạ. À. Dòng xe Turin tay ngang. Nhưng chiếc này khung sườn của Trung Quốc ạ. À. Thôi, của Trung Quốc thì mình cũng không muốn quay. Nhưng mà vì nó nằm kế bên chiếc xe Deru này. Sẵn mình quay luôn cho các bạn xem dòng xe Trung Quốc ở Nhật. Nó như thế này nè các bạn Đồ của Trung Quốc qua Nhật có vẻ như nó cũng bền Người Nhật người ta cũng xài đồ Trung Quốc rất là nhiều luôn Hình như đồ của Trung Quốc mà nhập qua Nhật thì xài cũng được lắm Vành bánh xe cũng láng con Không biết vành này của Trung Quốc hay là của Nhật đây Nhìn cũng được ghê các bạn Ngàm thắng thì chữ V Cũng hiệu Shimano nhưng không biết là linh kiện của nhật hay là của trung quốc đây ghi đông thì nhìn thấy rất là đẹp luôn các bạn không biết của nhật hay là của trung quốc khung sườn thì chắc chắn là của trung quốc rồi có để chữ trung quốc nè để mình quay xuống cho các bạn xem chữ trung quốc china có luôn đó khung sườn của trung quốc nhìn đơn giản ghê màu sắc thì cũng không có nổi bật lắm còn dò dĩa cũng hiểu Shimano Nhưng Shimano này của Trung Quốc hay là của Nhật đây? Thôi mình cứ quay để cho các bạn xem tham khảo ạ à. Nhìn cho biết loại xe Trung Quốc ở Nhật nó như thế nào ha Đó nó như vậy nè Đó lắp lón chữ China đó Gạt đĩa Và dò dĩa nhìn trông cũng đơn giản lắm Đó đó, Đây Made China nè các bạn ơi Rõ ràng luôn Của nước nào ra nước nấy Rất là rõ ràng luôn Dạ cũng còn rất là nhiều xe nữa ạ à. Còn đây mới là chiếc Conago thật nè các bạn ơi Phải nói nhìn chiếc Conago thật nó khác hẳn luôn Dạ, các bạn ơi, nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo nha. Video tiếp tới mình sẽ quay thật nhiều cho các bạn xem cho nó đã. À còn bây giờ mình cũng hơi đuối rồi vì quay nhiều xe quá. Và bây giờ mình xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý cô bác anh chị em luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh Khang Xe Đạp Đua. cự rất mong rằng quý cô bác anh chị em và các bạn luôn luôn ủng hộ kênh ạ à. xin kính chúc quý cô bác anh chị em và các bạn thật dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ à. dạ xin kính chào quý cô bác anh chị em và các bạn trong video tiếp theo ạ à.